Nhung ơi, sao em nỡ bỏ con ra đi khi con tu nó mới vừa lên ấy tôi. Trong khi đó anh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời không gian dối, tình nghĩa vợ chồng chung chân sẽ có. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau, nhưng kể từ đây em đã ra đi không trở lại nữa rồi. Còn anh suốt đời mang áng, chỉ tội nghiệp cho con thơ, nó đang còn trong lứa tuổi ngây thơ. Rồi dài dỗ nâng niu, ai chăm sóc dỗ về khi tiêu tiền ru em trong giấc ngủ đêm dài. Nó sẽ khóc đôi da hay buồn vì nhớ mẹ, cha thì bị tù đày, con mẹ thì bỏ đi xa. Thương đế ơi, sao ông bài chỉ ra cánh chàng để cô lòng nhau khi tan nát gia đình. Thôi thì đành xuôi tay cho định số an bài. Anh Bằng, chị Liên, làm sao tôi có ngờ được kẻ đi tố cáo tôi chính là Nhung, vợ của tôi. Vì kể từ ngày tôi được phong vương ngự trị trên ngai vàng tình ấy, thì tôi là kẻ trắng tay làm sao giữ nổi một lâu đài. Lẽ sống tình yêu đã để đưa tôi vào nghèo tôi của cuộc đời. Ngày cưới Nhung về làm vợ, tôi tin chắc rằng sẽ đổ vỡ một tình yêu. Anh chị ơi, 30 tuổi đời mà chữ tàn một cuộc vui, mà nãy tôi đã dấn thân vào dòng lao ly. Có thương là thương cho đứa trẻ thơ vô tội, như chim vợ tổ bơ vơ cuối trời. Anh Minh ơi, qua giây phút tâm tình tôi mới hiểu được lòng anh. Tôi tin chắc rằng người đàn bà kia sẽ có ngày ánh nắng rồi hối hận. Riêng tôi với anh trước sau vẫn là đối bằng, như cái thời nào chung trời.
trường chung lớp bên nhau. Nhưng cái nghiệp cuộc đời ngàn trai trừ chiêu với hiện tại, anh là thành cha còn tôi là tội phạm. Vậy tôi xin phép anh làm trọn bổn phận sau khi mình cùng nhau trút cạn tâm tình. Thưa dân, vậy anh cứ làm trọn bổn phận của anh đi. Tôi quỳ xuống đây sẽ đưa hai tay dân cộng lại. Chị Tiên ơi, đây bé Thu xin gửi lại, nhờ anh chị nuôi giùm cho nó được thành nhân.